Xin chào cả bạn BD. Hôm nay mình sẽ đi xe X4 thì phải. Đúng rồi. Đây của Long Hải, Vũng Tàu. Mình đây là cái đồ thức năng này nè, trên chi còn nhiều hơn nữa. Đây cái la nè, hai cái la luôn. Mày còn nói nha. Ở đây hai cái la. Ôi giời ơi, đẹp dễ sợ. Đây là gì ở đây không biết. Hả? Không có gì đây. Cái này là cái gì đây của mày cũng không biết mà. Rồi. Cái gì đây mình người ta có biết đâu. Ok. Wow. Phía sau hầm xe là còn hơi bị nhiều. Anh ơi. Và đây mới có sẵn cây cuối. Không, anh gặp ai phía chơi mà. Trước. Anh có qua không? Và đây là phía trước rất là nhiều nút. Em đi hết rồi, mọi người đi hết rồi. Nhưng mà anh qua thì để giờ chỉ có vé nút. Nhưng mà chìa khóa chả nó giữ ở đấy. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái hiếu. Nè, chân tay ra rất là nhiều số. Chắc là gần đi hết rồi, chả ai giờ chiều nó nghỉ nên đi Vũng Tàu chơi mà. Tiếp nữa mình sẽ gặp lại các bạn ở trên đường cao tốc đi Long Hải nha. Vâng, em có đi cả. Ok rồi. Tạm biệt các bạn nè. Bạn như hồ sơ này. Bye bye. Tí nữa gặp lại các bạn ở trên đường cao tốc. Xin chào các bạn. Ba đây, ba đây. Ba đang đi xe, ba nhìn ngắm đường phố đây. Hôm nay ba đi đâu vậy? Ai chở ba đi chơi? Đi chưa? Đến đâu rồi? Hôm nay ai chở ba đi chơi vậy? Đó, ba chở đi đâu? Ba chở ba đi bơi hả? Ui chào, nay ba đi xe đẹp quá. Xe xếp để ba có 8 chìa khóa để bên ngoài anh cho anh chị đi bốc một phòng. Hello bác Tài. Mới lấy xe xong này. Hello bác Tài. Ừ, đang công việc thủ mới chạy ra mang đi. Ba ngồi lên. Đón thằng bác xe cho. Hello, hello. Tí không chạy ra con đường Nguyễn Xí cầu đỏ. Hello đi con, hello hello. Cứ chạy đi, chạy đi, chạy đi. Wow, cái dòng này nó bự gấp đôi cái dòng Innova. Ở xa xa là mình đã thấy tòa nhà 81 tầng được rồi. Tùng, giờ mới ra cổng ngoài. Đây mình đã sống lên cao tốc rồi. Em nó buồn ngủ, giúp làm lên xe buồn ngủ. Và đây là bên này của đèn. Đây là một bầu trời xe.
Hương nè. Bà có canh bà Hương đúng không bà? Canh Long Hương. Bye bye. Bye bye. Không được, bác cầm là bác xóa hết của mẹ bây giờ, đi ha, đi. Đi. Trong kia. Đi. Chị bánh canh bỏ bịch hay là bỏ ra, bỏ ra. Hồi nãy tôm mình không có chả. Uống hồng mới có chả. Bánh canh nó như vậy thôi. Bánh canh là không có chả. Mình hấp dẫn quá con. Uống mọc là gì? Đó ăn với mấy cái cục thịt thịt nữa đó. Và bây giờ mình... Cầm tay em con. Mua 2 cái súng. Mua 2 cái súng bắn nước. 2 cái súng bắn nước. Phải có bao nhiêu một cây? Cái loại nào con lấy? Cái này là súng thục mẹ. Không, cái nó có rồi. Ê, mình chạy đến ra đây nè. Cái gì? Sợ ơi, chuẩn bị tới hôm nay rồi, đúng rồi. Mẹ, con của mẹ hả? Đúng mẹ.
này chụp hình đẹp lắm luôn á. Nó không, họ xuống biển họ tự sướng á, ngày mai về cho xuống tự sướng nha ba. Giờ khi nào mới 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 tới? Lên đến giờ đấy, 8-9 giờ được. Bây giờ mà buổi sáng lên nó nắng lên nó đẹp hơn. Đã coi video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.